Chất sinh học hôm nay chúng ta sẽ học về cơ thể người. Bạn nào xếp được một bộ xương hoàn chỉnh nhanh nhất, cô sẽ thưởng một món quà. Dạ em ạ, à, em làm xong rồi cô. Đây là người ngồi hành tinh hả? Xương người là skeleton. Để Lizzie giúp cậu ghi nhớ bộ xương người một cách dễ dàng nha. Con người có đến 206 chiếc xương. Xương là bone. Nhưng các bạn biết không, ở trẻ em số lượng xương còn nhiều hơn đấy, lên tới 300 chiếc xương. Lý do là gì vậy nhỉ? Tên tên đã xong mà bộ xương này còn biết chuyển động đây. Đây là xương sọ để bảo vệ não. Đây là xương sườn và cột sống. Xương sườn có 12 cặp tương ứng với 24 chiếc để bảo vệ các cơ quan nội tạng bên trong. Đây là xương tay và xương bàn tay. Xương bàn tay có nhiều xương nhất cơ thể, được cấu tạo từ 27 xương nhỏ giúp cử động linh hoạt. Đây là xương đùi và xương bàn chân. Xương đùi là xương dài nhất và khỏe nhất cơ thể, có thể cân đến trọng lượng là 1 tấn, tương đương một chiếc ô tô đấy. Rất tốt. Cô sẽ tặng em một món quà. Chúc em ngủ ngon. Yeah. Sâu răng là gì? Tất chẳng thở sâu, răng tớ vừa nhiều vừa khỏe, làm sao bị sâu răng được? Thế nếu cậu biết, người trưởng thành có bao nhiêu chiếc răng? À, cô mới nói cái gì? Sai rồi, người trưởng thành có 32 chiếc răng, bao gồm cả răng khôn được chia đều ở hai khung hàm. 8 chiếc răng này là răng cửa, 4 chiếc này là răng nanh, cuối cùng là 20 chiếc răng hàm. Nhưng răng tớ khỏe như đâu, làm sao mà sâu được? Nhìn này! Cậu nghĩ răng cậu khỏe được sao? Tớ có mô hình dự đoán tương lai hàm răng của cậu trong cả tuần tới đấy này. Vi khuẩn có sẵn trong miệng khi cậu ăn đồ ngọt, vi khuẩn trong miệng sẽ sinh ra axit. Axit này tấn công men răng tạo thành các mảng xám đen. Sau đó, men răng bị phá hủy khiến răng bị thủng một lỗ to luôn. Răng số 3 cậu bị sâu răng rồi này, giúp đỡ. Ồ, đúng rồi này. Biết đèn đã lan ra răng số 4. Răng của cậu bị thủng một lỗ rồi kìa. Và nếu cậu còn ăn nhiều kẹo, răng của cậu sẽ bị... thở ra, xẹp bụng lại, cơ hoành giãn ra, tống hết khí cặn ra ngoài. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho Lizzie một like và một follow nhé.